Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh sẽ chia sẻ với quý khách những sai lầm trong phong thủy nhà ở khiến vợ chồng kết hôn lâu ngày vẫn chưa có tin vui. Thứ nhất, đối với cục diện nhà ở, nhà tọa tây hướng đông không tốt cho việc sinh con đẻ cái. Nhà đối diện với giả sơn hoặc núi đá lởm chởm. Phía hỷ thần bát bạch tinh không đảm bảo đủ ánh sáng. Đối với bố trí phòng ngủ, khi trong phòng ngủ xuất hiện những tình trạng dưới đây mà hai vợ chồng lại đang muốn sinh em bé thì cần sắp xếp lại cục diện phong thủy ngay. Thứ nhất, để bể cá hoặc treo quá nhiều gương trong phòng ngủ. Thứ hai, tại vị nhà để xe ở ngay phía dưới phòng ngủ. Thứ ba, phòng ngủ ở phía dưới nhà vệ sinh gây khó thụ thai. Thứ tư, phòng ngủ có hai cửa mở hướng ra ngoài. Và thứ năm, đầu giường có đồ vật bằng kim loại hoặc thiết bị điện. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.